Hello, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay ông Thu Vlog xin được trổ tài để làm một cái món ăn đặc biệt cho bữa trưa nay. Đó là mì tôm siêu cay. Mì tôm khủng. Đó là mì và những con tôm rất là to. Đó. Mì tôm siêu cay. Đây mình thực sự là mì tôm nhá. Đấy. Tôm đồng nhá, tôm đồng. Tôm đồng là được đánh đặt ở đầm. Và về đã được rang. Đây là đã được được cái rồi, được được chiên chiên săn con tôm lại rồi. Đấy, gồm rau muống nhá. Rau muống cái nhặt sạch rửa này. Đấy, rau muống là rửa. Đấy, này mà một gói mì tôm. Một gói mì tôm. Đấy, bột canh mì tôm. Đấy, này và đây là tương ớt. Tương ớt siêu cay luôn. Nước mắm, mì chính. Đấy. Bây giờ sẽ tiến hành. Đấy, đầu tiên là tiến hành là đun nước dùng. Đun nước dùng để mì. Xong đấy là cho rau vào. Đấy. Rồi đầu tiến hành bắt đầu làm nhá. Tôi bật bếp này. Lấy một ít nước dùng. Sủi nước dùng lên. Đấy, trong lúc chờ nước dùng sôi thì mọi người có thể thấy đây là tôm. Tôm. Đấy, tôm rất là to luôn, tôm này ăn cực ngon luôn nhá. Đây gọi là làm một bát mì tôm đúng chất là tôm luôn, tôm to và tôm thật luôn. Bát mì gọi là tôm đại, tôm siêu to, bát mì tôm siêu to. Đấy, hôm nay bác làm cái bát mì tôm siêu to là con tôm siêu to nhé, chứ không phải bát mì siêu to. Đấy. Con tôm, bát mì tôm siêu to và siêu cay. Đây là ớt này, ớt này, đấy, tương ớt ngon, à, tương ớt rất là ngon nhé. Đấy. À, cải quặng. Tiến hành là cho một canh vào. Rất là thơm à. Cho tương ớt vào nhá. Đấy, cho tương ớt vào. Siêu cay luôn. Siêu cay. Ồ, cay quá vậy. Đấy, nó dùng rất là đơn giản. Nước dùng rất đơn giản, chứa bột canh, tương ớt, nước mắm, chứa ít nước mắm vào. Ồ, nó đã cay bốc lên mùi đã rất là ấy rồi. Nước bốc lên mùi rất là thơm.
thơm cay. Tôm là đã được sơ chế rửa sạch và đã rang nhé, đã chiên săn con tôm rồi, tôm đã được săn rất là săn, rất là ngon rồi. Đấy. Bây giờ là cho tôm vào. Đấy, mì tôm siêu cay, ai ăn mì tôm siêu to không? Nhìn này, một gắp tôm này. Úi dồi ôi. Nhìn này. Cay hát xì ơi, không chịu nổi. Mọi người nhìn này. Một gắp tôm siêu không? Đấy. Gắp tôm nhá, tôm quá siêu luôn. Đấy, không nhiều. Đấy. Đó, quay trực tiếp này, đây. Nồi nước đùa. Siêu cay sạch. Nó cay quá, quay vào nó bay nồng lên. Đấy, nồi nước siêu cay này, nồi nước siêu cay nhá. Đấy, đấy, siêu cay chưa? Rồi, ta bỏ cái gói mì vào. Đấy, bỏ gói mì vào nhá. Đấy, bỏ gói mì tôm vào. Mì tôm này rất là bình dân đấy nhá. Mì tôm rất bình dân á, mì tôm này. Đó, ủa. Sao cái món mì tôm này sao mà đặc biệt thế nhỉ? Có cả con tôm, rất là nhiều tôm to này. Đó. Yeah. Ta có thể là đun trong vòng một khoảng 1-2 phút đấy. Tiến hành tắt bếp cho mì ra bát nhé. Đây. Đấy. Cho mì ra bát ngon chưa? Xem là chế nước này. Nước tôm vào. Wow. Ui dồi, ngon quá. Xong. Quá nhiều tôm rồi. Đấy, bây giờ để tiến hành đến làm rau. Ra cho cái mỡ của gói mì này vào. Bật bếp lên. Bật bếp lên rồi chúng ta cho rau vào xào. Đây, rau đã được rửa sạch rồi nhá. Đấy. Bánh mì tôm ngon không? Bánh mì tôm siêu cay. Đây nha đi. À. Wow. Bánh mì siêu cay đây bà con ơi. Mì tôm siêu cay nhá. Xào cái rau kia đi. Mùa thơm quá. Nó muốn xào qua nhé. Nó muốn xào qua cho nó đấy. Xào qua cho nó ngon. Rau muống này là rau muống giòn. Wow. Mùa thơm quá. Thơm luôn.
cho thêm ít nước mì vào cho nó siêu cay luôn. Ai mà bị đau dạ dày thì không nên làm món mì siêu cay này nhá. Rau muống là loại rau muống giòn nhá. Rau muống giòn. Rau muống xào chín rồi. Cho vào bát. Là chúng ta đã có một cái bát mì tôm siêu cay. Mì tôm siêu cay. Wow, cay quá, cay quá, cay quá. Bây giờ chúng ta bưng ra mâm để thưởng thức nhá. Đấy. Đây là bát mì tôm siêu to mà cũng siêu cay luôn nhá. Bát mì này là gọi là mì bao nhiêu tôm nhỉ? Đấy, tôm siêu to. Bát mì tôm siêu to nhá. Cả nhà nhá. Đấy, bát mì tôm siêu to này. Bát mì tôm siêu to này gồm có này, mì này. Đấy, tôm này. Rau muống này. Đó. Thấy không? Ngon chưa? Rất là ngon nhá. Wow, cay quá, cay quá, cay quá. Bây giờ là đến giai đoạn thưởng thức nhé. Mời cả nhà thưởng thức cùng mình nhé. Ngon không? Quá ngon luôn nhé. Bây giờ đến giai đoạn thưởng thức nhé. Mình mời cả nhà nhé. Wow. Chúng ta chọn đều lớn. Wow. Ăn tôm. Wow. Ê. Bánh mì tôm ngon chưa? Đấy. Bánh mì tôm rất giá trị luôn nhá. À, ngon quá, siêu cay, mì tôm siêu cay. Xem thử tí nước nào. Wow, cay quá, cay quá, cay quá. Sự mì ngon tuyệt vời nhá. Rau tôm tôm này siêu to, rau cũng siêu dài luôn. Rau tôm dài. Ngon quá. Mì tôm siêu cay. Rất ngon nè, tôm này, vỏ mềm nhé, thịt rắn, ngon, ngọt. Đấy, dâu. Bỏ dâu lên. Cay quá, cay quá, cay quá. Xong một lúc ăn cay quá, không chịu nổi.
phải dùng bao nhiêu giấy và phải dùng nước lọc à? À đúng rồi, mì tôm siêu cay, yeah, nốt. À, ngon quá. Cùng siêu cay. Cảm ơn các cháu xem video nhé. Mọi người xem thấy hay nhớ bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ ông Thu Vlog nhá. Xin cảm ơn cả nhà. Rồi, xin dừng video ở đây. Chúc mọi người ăn ngon miệng.